Bữa đó có anh em nhờ em làm một cái video giống như hướng dẫn cách bắt cấp chiếc xe tải vô, xe tải vô mà 45 độ á. Bữa nay em xin chia sẻ cho cả nhà hiểu à. Sẵn cho anh em coi luôn ha. Anh em nào biết rồi thì coi chơi cho nó vui ha. Nếu mà thấy mà có cái ý kiến gì hay thì mình vô mình chia sẻ cho anh em học hỏi thêm á. Chứ bắt chưa chắc bắt biết hết đâu. Đấy. Hôm nay bác xin chia sẻ hướng dẫn cái cách dê ha. Ví dụ bây giờ bác lấy hai cái móc hai bên đó đó, là hai chiếc xe tải, bác lấy cái mí, cái lằn trắng mình dê hai lằn trắng hai bên gì. Giờ mình lỡ cái lằn trắng ở chỗ này nè, là bác làm hai bên hai xe tải đậu ha. Rồi mình lỡ đây đó cả nhà, khi mà muốn dê vô cái bậc kinh đó, thì để ý cái khoảng cách chiếc xe tải, nó có bánh xe tải đậu đây đúng không, như mình dòm cái lằn này với cái lằn trắng của mình muốn dê vô, ít nhất lằn này phải có 1 feet thì mình hả dê. Còn nếu mà cái bánh xe tải bây giờ nó nằm ở chỗ này, nằm ngay này nè đó, bác lấy bánh xe tải nằm đây. Giờ nếu mà bánh xe tải bữa đó nó đậu lấn qua đây, thằng bên kia cũng vậy, nó lấn vô còn có 5-6 inch nè, thì cả nhà nên đi kiếm chỗ khác đậu để cho chắc ăn, hiểu không, để khỏi đụng người ta chứ có gì hết á, đụng lấy bảo hiểm nó công phiền lắm đấy. Đó bác quay bác lấy hai cái điểm đó, đó là bác làm cái điểm điểm tựa của hai xe tải đậu, bác xin dê vô chỗ này ha, để bác để camera trên đầu. Quan trọng là lấy cái thên này, là quan trọng, lấy quan trọng nhất là lấy cái nó kêu là lấy cái thế á, cái thế để mà bỏ đi mà dê đó. Thường thường mình muốn dê đó, bác để với hai cái chậu hai bên gì, mình muốn dê là mình chạy cái cửa của mình nè, đó thằng đó là cái mục đây, cái mục đúng rồi, là hai chiếc xe tải đậu hai bên là cái bánh nó ngay cái lằn cam cam á. Mình muốn dê vô bậc kinh này thì mình chạy lên, trước khi muốn dê vô đâu phải dòm nó ngay trước đó. Giờ mình dòm hai bên bánh xe nó là cách cả phía một bên phía thì hai dê, còn không có phía thôi đi chỗ khác đi, 6 inch đồ đi chỗ khác thì chắc ăn nhất, chứ để một lát dê đụng ta mất công đó. Lên mình dòm bậc kinh liên gì xong ở đây là mình canh ngay cái cửa của mình nè đó, ngay ta ngay cái lấy cái dây mình đi làm chuẩn đi, ngay cái người mình ngồi nè đó, tới đây là bắt đầu mình sẽ lấy cái thên, mình lấy cái đầu ra, mình chạy lên gì mình lấy cái đầu ra, xong mình dòm cái lợn gì đó. Bây giờ bác sẽ chạy lên, quan trọng là cái thế mình chạy lên cho cái đít xe nó qua cái đầu xe của thằng bên kia một xíu. Giờ bây giờ chạy lên là mình lấy cái thế, bỏ thế đúng á là dây cái bẹp vô liền à, bỏ thế đúng đó, bác lấy đầu ra thấy không, giờ mà lấy đầu ra rồi bác công trả lời nè, để ý nè, đó bác công trả lời đó, rồi đó thấy cái đầu xe bắt đầu nó cong cong không, nó hơi xéo xéo vô, nằm hơi xéo xéo vô cái ăn rồi mình muốn dè, nó đi ra sơ lên để vừa dòm đến dễ. Đó, cái bậc kinh chiếc xe của người ta đậu chỗ này thì cái đít xe mình nằm tuốt trên đó để mình dễ, hoặc nằm ở chỗ này cũng được nữa, nằm ở này cũng được nữa, hiểu không, nằm nếu mà cho lên đó đi cho nó xa xíu dễ, thấy cái bắt lên đậu đầu xéo xéo không đó, thả cái thế là đúng rồi đó đấy. Nếu mà đậu được ngay đây cũng được, xích lên nó dễ hơn, tại lát mình còn trừ hao nữa đó. Bật kinh ngay này đó, bắt quay nào, bật kinh ngay này nè không đó, mình cho nó lọt qua thêm một cái bật kinh nữa, tức là lọt qua bên này nè, một cái bật kinh nữa là đúng rồi đó, ngay cho đó đó. Đây, giờ bắt để cái camera cho thấy về nhé. Dê mình dê làm sao mà cho cái bánh xe mình nó cắn vô cái lằn trắng, bánh xe xe cuối cùng mình á, nó cắn vô ngay cái lằn trắng. Mà nhớ nghe, dê là cái đít phải thẳng nha, không có cong nha, cong là cái đít nó tán qua bên kia đấy. Ok, giờ dê nè, lấy cong sau mình lằn trắng nha, à là cắm cắm sát bên đây, càng sát bên đây càng tốt, tại vì cái đít ở bên kia nó quẹt mình không có thấy đâu. Bữa nay bắt chỉnh cái thang đùm hơi hơi sâu đó, để một lát bác sẽ chỉ chỉnh lại nha, bác sẽ chỉ cái cách chỉnh thang đùm này dễ dè đó, quanh vô thấy không, cái bánh đó thấy như vậy là bắt đầu trả ta lái vừa vừa từ từ vừa mình lo mình bên đây, đừng có lo bên kia, lo cái lằn trắng của mình đây là bánh xe với lằn trắng mình nó sát với nhau, mình chỉ được cách cái bánh xe mình, cái thùng mình với là cái kiến chiếu hậu của chiếc xe tải bên tay trái mình á là chỉ có một gang tay thôi, không có được cách xa quá, cách xa quá là đụng bên kia đó, thấy bác cách không có nửa gang tay thôi, một gang tay trở lại thôi đó, đừng có cách xa quá xa phải quất bên kia liền á. Cả nhà nhớ lấy cái lằn trắng
ở cái nhà thấy không, thấy cái bánh xe của bác không, ngay mình phải ngay cái lằn trắng đó đó, tại vì mình không thấy bên mình không thấy bên kia, mình chỉ thấy bên này thôi, bởi mình lấy cái điểm tựa là ngay cái lằn trắng đó. Thường thường cả nhà mà sau này dê quen rồi đó thì sẽ cái chỗ nào không có cái lằn á dê cũng được nữa, cũng được, mà giờ mình không có dê quen thì kiếm chỗ nào có cái lằn á dễ điểm tựa hơn, thấy bác không. Thà là mình sát thằng bên đây, mình với cái kiến trúc hậu của thằng bên này đó cách nhau một gang tay thôi, chứ ba gang tay, hai ba gang tay trở lên á là coi chừng cái đích của mình, cái đuôi bên kia đó, đuôi này nè, nó sẽ quẹt thằng bên kia, tại vì mình đâu thấy bên kia đâu, đúng không, mình chỉ thấy bên này thôi, bởi mình lấy điểm tựa lấy bên này. Cái bánh xe mình á làm sao đó cấn giống như xe bắt đằng về thôi, nó cấn lên bằng lằn bánh á, là mình với là cái kiến trúc hậu của chiếc xe bên đây nè là chỉ cách nhau một gang tay thôi, không có cho nó xa quá, một gang tay hoặc gang rưỡi tay cho lại, hai gang tay là xa rồi đó. Ok, vậy là mình sẽ bắt dê là vô cái nhà thấy rồi đó, mình dê vô trước cho xe nó thẳng xong rồi mình mới chạy, nếu mà nó không vô được á, nó không điều hai bên á thì mình mới chạy lên mình làm lại, tại chạy lên là thẳng rồi mình thấy hai bên rồi. Ok, bắt làm mình thẳng luôn nha. Giờ vô dê vô cho thẳng nè, mình dê nó thẳng trước rồi bắt đầu mình mới, nó không điều hai bên thì là mình chạy lên, còn nếu mà mình dây dỗi mình dây một lần một luôn á thì khỏi, đúng không? Đó, đúng rồi, chiếc xe thẳng là dễ, thấy hai bên nè, như bắt vô là gì lần cũng vô luôn, bắt không cần phải sửa đó nè. Đó, nhìn thấy không? Đó, vậy là cũng vô luôn không sửa nữa, ok. Đó, giờ thí dụ giờ bắt thấy không đẹp, bên này nó dư tới bên phải, mình phải bắt hiện tại giờ nó dư hơn bên trái khoảng chừng 6 inch á, thì bắt muốn không thấy đẹp, bắt lên bắt sửa lại nha. Nếu mà nãy mình nhìn có một bên á thì mình thấy nó đẹp phải không, thẳng này, tại vì bật kinh á nhiều lúc nó vẽ cũng chưa chắc thì nó thẳng, mình nhìn một bên thấy đẹp phải không, nhưng mà mình nhìn là bên phải thì thấy nó hơi bị nhiều phải không. Thì bây giờ lúc đó mình chiếc xe nó thẳng này thì dễ rồi, giờ mình chạy lên mình sửa lại, lúc chạy lên sửa lại nhớ đừng có cho quanh chiếc xe mà cái kiến nó ra, cái tầm mắt nó ra khỏi cái kiến chứ hậu nha, chút xíu thôi, tại mình bẻo xíu lại dưới nhiều lắm đó, mình bẻo qua một xíu lấy lại rồi thẳng, tại nó mất một bên nó chỉ có mất cái 6 inch thôi hiện tại á, chỉ cần qua bên phải 6 inch nữa thôi là ok rồi, nó bắt cho lên nè. Dê xe, cái tối kỵ nhất dê xe đó là đừng có mắc cỡ nha, đừng có thấy ai dòm, tại thường mình vô chỗ ngủ á người ta dòm mình nhiều lắm, bây giờ mình cái mắc cỡ mình hồi dê không được đấy, bây giờ mình coi như là mình luyện chặt mai đó, kia là luyện chay mặt đó, mình luyện sao mà coi như không thấy ai nhưng á chỉ mình ta thôi đó. Bây giờ bắt dê bắt lấy là thêm 6 inch qua bên tay phải nè cho nó đẹp, cái xe nè nó đều nè, là mình dê không đều á thằng khác nó ra nó dòm nó kỳ lắm, nhìn mình không có rồ phải không đó, như bắt dê vậy nè đó, thay mình đều rồi đó đấy, rồi cho thẳng vô thôi, lấy lại thẳng vô. Nhiều lúc á nó không đều không sao, nhưng mà đừng có lọt qua bên của người ta, tại lọt bên bằng thằng lọt của người ta bên kia nó dê không có được nữa, hiểu không đó, như cái dê từ từ vô thôi. Bác đang dê chứ hả, năm sáu chiếc xe đang dò, bác không biết nó lăn là bác đang làm gì nữa, hiểu không. Nhưng mà mình bắt luyện tới cái chai mặt, tức là chặt mai, tức là chai mặt đó, tới nỗi mà không thấy ai đâu, ok. Cái lần thường nó dò chiếc xe của bác chạy là nó biết bác chạy lâu năm mà. Đại dân tài xế mới ít ai chạy chiếc này lắm, khó chạy lắm đó, cả nhà thấy chưa, đó vô xong rồi đó, đẹp rồi đó đấy nè, cả nhà thấy không, mình bên driver side mình ngồi, mình bên tài xế mình ngồi, mình dễ thấy nó thẳng nè, đẹp không. Nhưng mà nhiều lúc á bật kính nó dễ không có, nó không có thẳng, cái đầu thì đít thì nhỏ, cái đầu thì bự, bác cho quay bên đây coi nè, thấy không, cả nhà thấy chưa, nó sẹo thấy không. Nhưng mà trên xe mình ngồi á là mình đừng có dòm thằng bên trái, mình đừng dòm bên phải bên này, bên người ngồi, mà mình dòm là dòm bên mình thôi, bên đây nó xéo kìa cha, nó không có vấn đề chứ á. Đấy nè, cái nhà dòm thôi, bên đây nó thẳng băng à, vậy tại nãy mình dê là mình dòm bên mình thôi à, bên trái bên tài xế thôi đó, mình chỉ lo bên mình thôi, bởi nhiều lúc cái bậc kinh nó không có thẳng đó. Bác xin chia sẻ mấy cái mà sự sơ, nhiều lúc nó dễ không thẳng, mình đừng có worry mấy chuyện đó quá, mình chỉ lo một lần một bên thôi đủ rồi. Nhà đây cái nhà muốn dê xe cho nó dễ á, nhà dòm cái ten đùm của bác để nữa ha, nó này bác buông sát lên trên này. Thường thường á muốn mà dê dễ á là nó nằm đây nè, cái bánh này nè nằm đây là cái nhà điếm cái lỗ rồi nè,
thùng thì nó khác nhau chút xíu. Thằng Red thằng này là bắt xài đang xài Infinity, Red Den Hyundai thì nó khác nhau chút xíu, cái lỗ nhiều lúc bự hơn hay nhỏ hơn, nhưng mà mình cứ đếm đi, khoảng chừng cái lỗ này bỏ không tính, tính lỗ này 1, 2, 3, 4, 5 là ve xuống cái cua này, thấy không, ve xuống lỗ thứ năm là dễ ve nhất, nó nằm chính giữa là dễ ve nhất đó, tức là cái khoảng này như cái khoảng ở chỗ cái miếng đen này, cái bánh xe này nè, nó nằm chính giữa đó là dễ ve nhất, mình ít có sợ tán cái đít vô xe bên cái len bên phải, tán cái đít vô chiếc xe tải đầu bên phải. Nhưng mà anh em mình vô được chỗ chật á, mình để chính giữa thì nó không đủ cái chỗ rộng á, cái room á để mình ve, thì bắt buộc mình phải mua sát lên mình để mình ve. Nhưng mà ve kiểu đó thì cẩn thận, nhớ là cẩn thận cái đít nó sẽ quẹt cái thằng bên kia đó, mình cẩn thận đó. Nhưng mà chỗ nào mà có room mà trống trống á thì để số 5, số 4, số 5 là ve dễ nhất, là từ ở ngoài ve nhớ nha, ve vô là phải thẳng nha, ve vô cái đít xe từ ngoài nó đánh vòng cong vô là phải thẳng, nó đánh từ ngoài nó lúc nó ve vô là không có được ve xéo nha, không có được ve xéo cái đít. Mà mình phải làm sao làm chưa cái đuôi xe mình nó chưa vô được cái đầu xe bên kia là nó phải thẳng, thấy không, làm sao nó phải thẳng với cái bạc kinh nó thẳng á, thì mình thà là mình chịu nhích lên nhích xuống, mình mới đầu mình ve không quen á thì mình chịu khó nhích lên nhích xuống rồi nè, cứ nhích lên xíu cái vàng miếng, nhích lên xíu vàng miếng á, mà vẫn giữ cái thùng cho nó thẳng, nó xéo một tí xíu thôi, giống như vậy cái đường thẳng gì đó, cái bàn tay đó là cái thùng nó xéo như đây được, đừng có xéo quá chỗ này, xéo quá cái này là cái cụm tay, chỗ này là cái cụm tay của bác là cái đuôi xe đi, mình xéo cái này đó là mình sẽ hít cái thằng bên này nè, hiểu không, cái thùng mé thùng bên kia hít thằng bên này nè, mé thùng này nè đó, mé thùng bên phải nè hít, mé thùng bên phải nè nó sẽ hít cái thằng bên đây. Mình ve làm sao mà cái xe mình ve vô gì đó là thẳng gì thẳng gì, chứ mình không có ve xéo cái này vô. Mình ve xong ve làm sao cái đít thùng mình nó lọt vô tới cái đầu xe của thằng bên kia rồi, cái thằng bên trái đó là cái thùng mình là chỉ được có nằm xéo cỡ này thôi, đừng có nằm xéo cái này, xéo này là cái đít thùng sẽ quất vô thằng này ngay phòng ngủ luôn, ngay chốc phòng ngủ luôn á. Mình ve cho thẳng càng tốt, càng thẳng càng tốt, nó thẳng như vậy nè, rồi mà cái đầu kia nó bị chắc nay cong 45 độ vậy, mình nhích lên nhẹ một xíu cho nó giãn ra, rồi mình ve lại xíu, cái nhích nhẹ lên, nhích nhẹ ve xuống, nhích nhẹ lên ve xuống, làm một hồi tới luôn chừng 5 lần hay gì đó là cái đầu nó sẽ thẳng lại, là lúc mình sẽ dòm thấy kiến hậu hai bên thì lúc đó mình ve vô, đúng không, chứ mình đừng có ve xéo. Ve xéo là đụng chắc, là dính ngay phòng ngủ nó chắc. Ve xéo á là cái then đùm mà để thuốc trên cao giống như bác đang để vậy nè, là 100% nó sẽ đụng phòng ngủ bên kia. Ve xéo tí xíu thì phải để cái, nhớ là cái then đùm nó nằm ở trên giữa. Mình ve là tùy theo cái then đùm nó nằm đâu, chứ không phải là muốn ve là ve không ấy. Nhớ cái then đùm nó quan trọng lắm á. Nó dài như kiểu này á là dễ cái đít dễ quẹt vô phòng ngủ người ta lắm. Tại bác đây thấy chống lỏng, bác không có mù, hiểu không? Bên đây đâu có chiếc xe tải ở đâu mua gì, bác muốn ve trên trời biển cũng được. Thế giờ qua bên đây nè, bác đã ve xong chiếc xe rồi. Để cho quay cho coi ha. Đó, nó vô nó thẳng vậy nè. Mình ve là mình dòm cái hướng bên mình thôi. Mình đừng có dòm cái hướng bên kia, mình lo cái lằn là cái lằn này nè, của bên mình thôi. Tại nhiều lúc cái bậc kính nó dễ không có ngay. Đó, còn mình cái đít xe mình với lại kiếm cái hậu của người ta đó, bây giờ nó xa xíu nè, nãy bắt có để cái máy mà sao mà bắt quên bấm quay, khi ở trên xe tải mình dòm xuống cái thùng của mình với thằng ông nội này nè, ông nội cái kiếm cái hậu này nè, nó cách nhau bao nhiêu đây thôi nè, đó là như là nhiều lắm rồi đó, là một gang tay đó, nếu mà cách nhiều quá là hai gang tay cho túng vào đây nè, là cái đít thùng bên kia nó sẽ móc thằng bên kia mình, bởi vì có chiếc xe mà đầu sẵn gì nè dễ ve lắm, tại mình canh cái kiến này của nó cách mình găng tay, rồi qua vô khi mà xe vô gần thẳng rồi đó là cách thằng này không găng tay nữa là ok vô. Còn vô tới trong rồi nó xéo theo kỳ da đó, vô tới trong rồi mình thấy cho xe nó thẳng lại á, mình chạy lên nó thẳng xe lại là mình dọn hai kiến, là lúc đó là mình ok rồi, vô được rồi. Ok, cảm ơn cả nhà đã xem video bác nha, cảm ơn nhiều nha. Hồi nãy bác có để cái camera nghe cái này nữa mà sao lúc chạy xuống dòm lại lấy không thấy không có bấm, thiệt là tình.